thường người gái vô đó 10.000 chạy dữ cho này hả? Hả vậy là có giá lắm rồi á, hồi trước nó có 2.000, 3.000, 2.500 nhưng mà tính ra năng suất thì nhiều nhiều hơn, bởi nó nặng chứ một cái nó nặng hạt. Lúc đó đi bắt nhiều vô hình mẫu ba cái vụ này. Mình 80, 85. Đấy vậy đó, cái đầu đó, cái đầu 500 đá dở quá, chạy xuống dưới đá một lên. Đủ. Cái gì? Tóc, lông, tóc. Còn thẳng này không có lông đâu. Cái giường nào nó ấy ấy mà vô mà nó lấy đi xa mà. Hết cành đi. Lại thấy mình đi đoạn rồi không? Dù riêng nhà chồng không cần tay, chỉ còn một khá trong thân. Mẹ nó dù riêng nó đi chặt dục cha nó đi dù nó mầm dưới đây. Không, ai ai mà nghĩ, không dù riêng bây giờ nép vô.
Cái đó mà thả trong đó không biết được ra luôn. Cái mộ hồi đó mà cái mộ nó có bên cái mộ ông già nó nằm mơ, ông già ông kêu con khổ quá, thưa ra đào hàng đang vàng của bác lên để lấy bán gà đưa gà cho con ăn. Ông địch bình dạng giá ông kêu ông sợ lắm, đào sợ ông cho cái số đi rồi ông ấy đù viết vô tay á, ông viết vô tay sáng mai ra ngã ba Tâm Hưng mình nhỏ đường ngay chắp tới luôn, đưa một phát ngay trước mặt ông cái tờ giấy số tôi, ông viết vô tay luôn ghê không, có thể sắp đặt luôn à. Tại vì sau này anh hết tiền anh cũng đào cái mộ lên để chứ hàm tay cắn khéo. Anh hết tiền anh xài hết tiền giấy số để anh đào cái mộ lên ghê không? Lúc đó là máu quá rồi. Mà không có, không về không có xây mộ hay gì trống nha. Máu. Đúng chứ. Bắt ổng đỡ riết mà, đeo tiếng đỡ chó mắt.